Dạ em xin chào quý anh chị và các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trên kênh đất đỏ của em. Thì đây là cái bụi gừng mà em trồng được 7 tháng rồi mọi người. Thì như mọi người thấy thì những cái lá gừng nó đã già và nó ngã sang màu vàng rồi nè mọi người nè. Thì hôm nay em sẽ thu hoạch cái bụi gừng này, thử xem thử nó được nhiều hết đó mọi người đó. Thì gừng thì mình thu hoạch thì khoảng từ tháng thứ 5 trở đi là mình có thể thu hoạch được mọi người ha. Thì ví dụ như khi mà trong một cái giai đoạn nào đó nếu mà gần được giá thì bà con nông dân của mình nên đào lên. Sau tháng thứ 5 thì đào lên thì để bán được rồi. Còn nếu như mà mọi người mà muốn làm gần giống á, thì phải tầm tháng thứ 8 đến tháng thứ 9 thì mọi người mới thu hoạch nha. Thì gần thì 7 tháng thì thu hoạch khá ok rồi mọi người. Nay cũng gần Tết rồi thì em sẽ thu hoạch để mai mốt mình làm mứt gừng mọi người ha. Ok bây giờ mình tiến hành luôn nha. Em sẽ dùng cái sợi dây bao này mọi người. Em sẽ túm sơ cái phần lá lại cho nó gọn mọi người ha. Giờ thì nó đã gọn được khá nhiều rồi mọi người. Thì hôm nay em sẽ hy sinh cái thùng xốp này luôn. Thì em sẽ cắt cái từng mảnh của cái thùng xốp này ra, xem thử cái củ của mình nó được cỡ nào mọi người. Thì mọi người có thể để ý là dưới đây nè, bên dưới này á mọi người, thì cái bụng của cái thùng xốp này nó phì ra nè mọi người thấy không. Thì em nghĩ là khả năng là củ, cái phần củ dưới đây nó nhiều, nó nứt, nó nở ra mọi người. Ok bây giờ em sẽ lấy dao cắt cái mảnh xốp này ra mọi người ha. Wow, mọi người có thể thấy ở đây nè. Ở đây thì cái phần cũ của mình đó mọi người, nó làm cho cái thùng xốp của mình, cái miếng thùng xốp mình nó bầu lên thế này nè mọi người nè. Nè, thành mọi người có thể để ý là cái phần cũ thôi, rất là nhiều ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ khui hết mấy cái bầu ra luôn. Ok nha mọi người. Mọi người có thể thấy là phần cũ ở đây rất là nhiều luôn nè. Để em quay cận cảnh lại cho mọi người xem cái lượng cũ ở xung quanh thùng nha. Ở bốn mặt thùng xốp thì cái phần cũ gừng của mình nó phân bố rất là đều nè mọi người. Đó. Ok bây giờ thì em phá vỡ cái bầu này ra luôn để xem thử nó được nhiều hay ít nữa nha mọi người ha. Bây giờ thì em sẽ cắt ngắn lại cái phần thân gừng đó mọi người. Để mình tách từng phần ra chứ. Bây giờ nếu mà để nguyên cục như thế này nó nặng lắm mọi người ơi. Wow, nhiều lắm mọi người. Mọi người thấy cái bản gừng to không? Về cái cách trồng gừng chi tiết thì mọi người có thể tham khảo cái video em bỏ trên này nha. Hoặc là mọi người xem đến cuối video, em bỏ ngay chỗ phần cuối video mọi người ha. Không à. Mọi người có thể thấy này, củ rất nhiều.
củ già lắm rồi mọi người. Mọi người thấy củ của mình nó vàng hết rồi nè. Cái lượng củ rất là nhiều nha mọi người. Đó. Mọi người có thể thấy nè. Bây giờ thì em sẽ làm gọn lại để mà mình phơi và mình bảo quản cho mọi người. Bây giờ em sẽ cho cái phần củ nó qua một bên nhé mọi người. Rồi em sẽ dùng nước em sẽ xịt cho nó rã bớt phần đất ở trong cái phần củ này đi. Rồi mình tiến hành mình cắt tỉa những cái phần cọng và những phần rễ như thế này nè mọi người, để cái củ gừng của mình nó được bảo quản một cách tốt nhất mọi người ha. Wow, nhiều quá. Chắc cũng được hơn 5 kg mọi người. Bây giờ mình lấy nước mình xịt cho mọi người, xịt cho nó bay hết cái phần đất này đi. Khi mà mọi người thu hoạch á thì mọi người nên xịt rửa sạch sẽ luôn nha mọi người, chứ không là mọi người để là cái phần khi mà nó khô là cái phần đất của mình nó bám vô gừng á, nhìn nó không được đẹp mắt đâu mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ xịt bay hết cái phần đất đi. Bay nha cả nhà. Đó. Quá trời luôn. Thì về cái cách trồng ở trong thùng xốp thì nó rất là hiệu quả nha mọi người nha. Thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi về cái cách trồng và cách chăm sóc nó. Đây, một cái thùng xốp nhỏ thôi mà mọi người thấy không? Kết quả khủng khiếp không? Đó. Rất hiệu quả mọi người. Cái ưu điểm của nó thì em cũng có chia sẻ ở trong cái video trồng gừng á, mọi người có thể tham khảo thêm nha. Ok, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và giúp em một lượt đăng ký kênh nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.